Việt Nam đứng đầu danh sách xin tị nạn ở Úc. Chuyện này tưởng như đùa. Dựa theo Bộ Nội vụ Úc, đây là danh sách xin visa tị nạn. Việt Nam đứng đầu với 444 hồ sơ, Trung Quốc đứng thứ nhì với 230 hồ sơ. Tại sao lại có chuyện vô lý này trong khi Việt Nam không có chiến tranh? Đây là cách kiếm tiền của các công ty tư vấn visa ở Việt Nam, chính xác hơn là xung quanh Hà Nội. Cái lộ trình họ tư vấn cho khách hàng như sau. một, Xin visa du lịch Úc. 2. Qua đó đi làm chui. 3. Khi sắp hết visa thì nộp hồ sơ tị nạn. Khai đại là mình cần được bảo vệ, mình gặp nguy hiểm khi trở về Việt Nam. Trong thời gian chờ đợi để xét hồ sơ, bạn sẽ được cấp visa để đi làm. 4. Tận dụng thời gian đó đi làm để kiếm tiền. Nếu đậu, bạn sẽ thành thường chủ nhân, còn rớt thì về nước. Nhưng điều họ không nói là tỷ lệ đậu là trên không và dưới một. Đơn giản, Việt Nam bây giờ đâu còn chiến tranh. Hiện tại Việt Nam đang hòa bình và đang giao thương với các quốc gia trên thế giới. Một khi nộp visa tị nạn, bạn không khác nào vu khống nhà nước Việt Nam đang đàn áp và gây nguy hiểm cho bạn. Hãy lụy là hộ chiếu Việt Nam bị xếp áp chót bởi vì có quá nhiều vụ gian dối. Bạn sẽ tốn thêm tiền và thời gian để xin visa chính vì Việt Nam đứng đầu danh sách xin tị nạn ở Úc. Đây là một buổi thi tiếng Hàn để đi xuất khẩu lao động. Vừa rồi, Hàn Quốc đã gỡ lệnh cấm xuất khẩu lao động đối với một số tỉnh ở Việt Nam. Ngay lập tức, người ta chen nhau thi tiếng Hàn để giành xuất đi, tỷ lệ chọi tầm 21. Hình ảnh này nói lên ít nhiều về tình hình kinh tế hiện tại. Việt Nam thừa người thiếu việc, Hàn Quốc thừa việc thiếu người. Mức lương trên lệch quá cao, một tháng làm ở Hàn Quốc bằng 5 tháng làm ở Việt Nam. Bất chấp những nội dung tiêu cực về Hàn Quốc trên mạng xã hội, Hàn Quốc vẫn là miền đất hứa đối với nhiều người. Nếu trước đây xuất khẩu lao động được coi là một cái gì đó không mấy tốt đẹp, bây giờ nó đã được bình thường hóa, thậm chí nó được khuyến khích và trở thành chủ trương. Xuất khẩu lao động được coi là cách để thoát bắt nghèo nhanh nhất ở các vùng quê nơi nhiều gia đình đã định hướng là sẽ cho con cái đi nước ngoài làm việc sau khi tốt nghiệp trung học trên hết nó cho thấy tình hình kinh tế bây giờ quá khó khăn nhiều doanh nghiệp phải ngừng hoạt động và tỷ lệ thất nghiệp thật sự cao hơn dự đoán bạn có thể thấy nhiều thứ chỉ qua một tấm ảnh giống như đây là một buổi thi tiếng hàn để đi xuất khẩu lao động đất nước không còn chiến tranh nhưng tại sao nhiều người vẫn nhập cư lậu Cảnh sát Ireland phát hiện 14 người đang trốn trong container đông lạnh, trong đó không có không khí, họ thở không được cho nên phải đục lỗ. Ước tính họ đã ở trong đó hơn 24 tiếng, may mắn họ được giải cứu kịp thời và còn sống. Trong 14 người đó có 3 người là công dân Việt Nam. Đọc câu chuyện này, chúng ta nghĩ ngay đến sự kiện 39 người Việt đã ra đi trong container ở Anh vào năm 2019. Một lần thì không có gì để nói, nhiều lần thì chỉ có thể là đường dây buôn người. Công thức là như sau: một người muốn nhập cư lậu bắt đầu ở Việt Nam, hai đi sang các nước gần châu Âu như là Nga, ba di chuyển đến cảng ở Pháp, bốn chui vào container để nhập cảnh vào Anh, năm sang đó làm chui hoặc xin tị nạn đi được các visa chờ. Tổng số tiền một người phải trả lên đến 30.000 bảng Anh, nghĩa là họ không quá nghèo cũng không quá giàu. Vì lý do nào đó họ vẫn chọn con đường bất hợp pháp và gánh rủi ro cho bản thân và gia đình tại sao họ không đi làm hay xuất khẩu lao động cái đó mình không biết bởi vì họ lười hay là họ mất niềm tin thông qua những vụ việc như vậy chúng ta không thể trách tại sao hộ chiếu việt nam bị xếp áp chót bởi vì nó gắn liền với nạn nhập cư lậu mình không hiểu điều này đất nước không còn chiến tranh nhưng tại sao nhiều người vẫn nhập cư lậu thích thoát hóa nhập cư lậu nếu bạn muốn coi hình ảnh chân thật của quá trình nhập cư lậu, hãy vào TikTok. Vượt biên giới hay làm bất hợp pháp bây giờ đã trở thành một xu hướng. Các trung tâm tư vấn công khai dịch vụ và người trong cuộc tự biến mình thành những thần tượng. Đài ITV của Anh Quốc đã làm một phóng sự riêng hành trình của người nhập cư lậu như sau. một Bắt đầu từ một tỉnh ở miền Trung. 2. Bay sang Hungary dưới danh nghĩa visa xuất khẩu lao động. 3. Tổ chức buôn người vận chuyển đến Pháp. 4. Chờ thời để sang Anh. 5. Khi qua đến Anh thì làm neo hay trồng cỏ. Tổng chi phí sẽ tầm 20.000 đến 50.000 đô, họ biết là bất hợp pháp và nguy hiểm nhưng vẫn đi, không những vậy họ còn tự hào chia sẻ điều đó trên mạng xã hội. Tại sao họ lại công khai như vậy? Vô liêm sỉ, cho nên không biết xấu hổ là gì cho người khác thấy là đi chui đâu có gì nguy hiểm nhập cư bất hợp pháp rất an toàn cùng lắm là bị cảnh sát bắt rồi trục xuất khi một điều sai được lặp lại nhiều lần nó sẽ trở thành điều đúng và bình thường mình không hiểu họ không biết nhục không biết xấu hổ họ không cảm thấy ấy nấy khi hộ chiếu của việt nam bị xếp áp chót còn thua cả campuchia quá xấu hổ khi thấy xu hướng này thích thoát hóa nhập cư lậu mình có ghét hàng nội địa hay không không và không sau đây là những sản phẩm Việt Nam mình đang sử dụng và có thể tự nguyện quảng bá đơn giản bởi vì mình quá hài lòng. Cà phê Hai Lan, Phúc Long tuy là trà và nước nhưng khi đi kèm với chất xám nó được biến thành một sản phẩm giá trị cao. Mình thích uống trà vải lai. Vinamilk mình còn nhớ hồi nhỏ hay ăn bánh mì chấm sữa. Momo mình chuyển tiền mua vé xem phim, máy bay và đặt phòng khách sạn trên đây. Cà phê Trung Nguyên mình thích gói G7, nó rẻ và tiện lợi. Bách hóa xanh trước đây mình không bao giờ nghĩ tới việc hiện đại hóa tiền tạp hóa. Rau bá mix quá hay cho ý tưởng và sáng tạo. Người tiêu dùng không ghét hàng nội địa, họ mua vì thấy sản phẩm và chất lượng hợp lý. Những doanh nghiệp được ủng hộ không cần phải lòng ghép tinh thần dân tộc hay quảng cáo lố. Họ biết lắng nghe khách hàng để cải tiến. Đó mới là triết lý kinh doanh chúng ta cần. Còn khi nấp sau lòng yêu nước, bạn vô tình nói rằng sản phẩm của bạn không có gì đặc trưng ngoài cái mát yêu nước và người tiêu dùng không hưởng lợi gì nếu ủng hộ mù quáng chúng ta vô tình tiếp tay tiêu diệt sự sáng tạo của một doanh nghiệp đó không phải là điều tốt cho nên đừng trách tại sao họ lại dị ứng cũng đừng hỏi mình có ghét hàng nội địa hay không nhật bản và hàn quốc vẫn chọn lao động việt nam sau hơn 4 năm Hàn Quốc cấm một số tỉnh Việt Nam xuất khẩu lao động, họ đã gỡ lệnh cấm và tuyển dụng trở lại. Nhật Bản tiếp tục đề xuất gia tăng lượng tu nghiệp sinh và lao động Việt Nam. Tại sao? Trong khi lao động Việt Nam đã gây ra quá nhiều phiền hà cho họ, bao gồm 15.000 lao động đang làm chui ở Nhật, 12.000 lao động đang làm chui ở Hàn Quốc. Lý do rất đơn giản, Nhật lo sợ gián điệp Trung Quốc ăn cắp công nghệ sản xuất. Trong khi đó, lao động Việt Nam chỉ tập trung làm việc. Lao động Việt Nam chịu làm việc cực với lương bèo, nhất là lao động từ thanh nghệ tỉnh. Lao động Việt Nam ít xung đột với người bản xứ. Nếu có lừa đảo, họ chỉ lừa đảo đồng hương sau khi hết hợp đồng, đồng thì về nước và làm cho các công ty Nhật Bản và Hàn Quốc vì rành tiếng và tay nghề cho nên họ được ưu tiên. Các doanh nghiệp Hàn Quốc và Nhật Bản hưởng lợi quá nhiều từ việc lạm dụng chính sách tu nghiệp sinh vì họ chỉ trả 50 đến 70% lương so với nếu thuê một người bản xứ. Nếu là lao động bất hợp pháp thì họ sẽ không dám báo cáo và họ sẽ làm việc trong im lặng. Nó giống như một cuộc trao đổi song phương. Hàn Quốc và Nhật Bản thừa tiền và thiếu người, còn Việt Nam thiếu tiền và thừa người. Cho nên bất chấp những tệ nạn như ăn cắp vặt, xung đột vùng miền và nhập cư bất hợp pháp, Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn chọn lao động Việt Nam kinh tế Mỹ tăng trưởng vượt kỳ vọng. Sau đây là vài con số để chúng ta suy ngẫm. GDP tăng 3.1%, 3%, 3 của 60.000 đô bằng với GDP của một cái nước nào đó. Chỉ số chứng khoán SP 500 tăng 24%, tỷ lệ thất nghiệp 3.7%, tài sản gia đình bình quân 1.1 triệu đô, số lượng du học sinh hơn 1.08 triệu tăng 12%. Chuyện gì đang xảy ra? Tại sao bất chấp hàng loạt vấn đề, Mỹ và các nước đồng minh vẫn giàu có, họ tiếp tục bỏ xa các nước kém phát triển và quan liêu khác? Bí quyết nằm ở chỗ, họ sở hữu một hệ thống tự điều chỉnh sai lầm và cho phép sự sáng tạo của con người nảy nở. Nếu có cáo buộc tham nhũng, họ không che giấu mà tìm cách khắc phục thay vì lựa chọn người dựa theo sơ yếu lý lịch, họ ưu tiên tài năng. Khi các nước khác làm kinh tế theo chỉ định, họ để cho doanh nghiệp tư nhân tự tìm lối đi riêng. Mỹ và châu Âu không hoàn hảo, nhưng họ cho phép chủ nghĩa tư bản và tự do hoạt động ở mức độ cao nhất. Họ có một cục 500 thu hút những ai năng động, tham vọng và tài năng nhất làm giàu, đó là một thứ mà Nga, Trung Quốc hay các nước đầy tham vọng khác không có được và không thể cho phép điều đó tồn tại. Trái ngược hoàn toàn với những dự đoán là Mỹ sẽ sụp đổ, kinh tế Mỹ tăng trưởng vượt kỳ vọng, người châu Âu ngày càng nghèo đi. Bài báo này dùng vài tiêu chuẩn để nhận xét, người Pháp uống ít rượu vang hơn, người Đức ăn thịt ít hơn, lương lao động ở Đức giảm 3% sau lạm phát, có đúng như vậy hay không? Trong năm 2023, trung bình một người Pháp uống 24.2 lít rượu. Đây là một con số thấp kỷ lục so với chục năm trước, nhưng đó là vì họ thay đổi lựa chọn, nhất là thế hệ trẻ, tầm 37 người Pháp không uống rượu, thay vào đó họ uống bia. Trung bình một người Đức ăn 52 kg thịt thấp hơn 61 kg thịt cách đây 5 năm, nhưng đó là vì họ thay đổi khẩu vị và chọn ăn rau và thịt thực vật nhiều hơn chứ không phải vì họ nghèo hơn lương lao động ở Đức giảm 3% sau lạm phát, nhưng mức lương bình quân vẫn là 4.000 euro mỗi tháng, gấp chục lần lương ở Đông Nam Á. Nói châu Âu nghèo hơn, nhưng so với cái gì? Châu Âu của vài năm trước so với Mỹ cũng đúng, nhưng châu Âu vẫn giàu hơn 80% của thế giới còn lại. Nếu châu Âu thực sự ngày càng nghèo, chúng ta sẽ không thấy làn sóng du học sinh và nhập cư bất hợp pháp ngày càng tăng. Ngày xưa, đọc báo để có kiến thức, còn bây giờ phải có kiến thức mới đọc được báo. Giống như nói, người châu Âu ngày càng nghèo đi. Mình cảm thấy khó hiểu khi ai đó đem lòng yêu nước vào trong kinh doanh. Đây là một ví dụ. Người Hàn Quốc biết điện thoại Samsung kém hơn iPhone, xe Hyundai thua BMW, họ vẫn mua để bảo vệ tài sản quốc gia và vun đắp niềm tự hào dân tộc. Hiện tại ở Hàn Quốc, Hyundai và Kia chiếm 80% thị phần xe hơi, Samsung chiếm 84% thị phần điện thoại. Nhìn thì bạn sẽ nghĩ rằng người Hàn Quốc yêu nước cho nên họ mua Samsung. Vì vậy, nếu bạn là một người yêu nước, bạn phải ủng hộ hàng nội địa. Nhưng lòng yêu nước không phải là yếu tố chính. Samsung và Hyundai chinh phục người tiêu dùng bằng chất lượng sản phẩm, điện thoại Galaxy của Samsung được giới chuyên môn đánh giá là có camera và pin tốt hơn iPhone. Hyundai và Kia luôn nằm trong top các hãng xe bền nhất, chất lượng tương đương với xe Đức, Nhật và Mỹ nhưng giá cả thấp hơn. Doanh nghiệp Hàn Quốc không lợi dụng lòng yêu nước, họ luôn lắng nghe khách hàng và cải tiến sản phẩm, cho nên người tiêu dùng tin tưởng. Người dân Hàn Quốc hiện tại mua Samsung và Hyundai bởi vì chất lượng chứ không phải lòng yêu nước cực đoan. Nghĩa là bạn phải có một sản phẩm đủ tốt chứ không thể nào kêu người khác mua một cái xe đầy lỗi. Người tiêu dùng nên mua sản phẩm tốt nhất còn lòng yêu nước số liệu thống kê đáng tin đến mức nào khi bàn về số liệu thống kê về đời sống, kinh tế và tài chính, chúng ta ít khi nào bàn về chất lượng của nó. Đây là ví dụ, GDP Mỹ trong năm 2023 tăng 4.9% và tỷ lệ thất nghiệp chỉ 3.7%, GDP Việt Nam tăng 5% và tỷ lệ thất nghiệp chỉ 2.28%. Cũng là số liệu thống kê nhưng người ta dễ dàng tin Mỹ hơn là tin Việt Nam. Tại sao lại có mâu thuẫn này? Dựa theo tổ chức nghiên cứu kinh tế tại London, đây là vấn đề về chất lượng số liệu được đo lường bởi chất lượng dữ liệu index và hạng tín nhiệm. Thụy Sĩ đứng đầu với 98.7 điểm, Mỹ được chấm 95.4 điểm, nghĩa là số liệu của họ được coi là trung thực. Việt Nam chỉ được chấm 57 điểm và hạng D, nghĩa là họ cho rằng số liệu của Việt Nam cần phải được phân tích kỹ bởi vì nó không chính xác, dễ hiểu bởi vì ngành thống kê chưa phát triển ở Việt Nam. Campuchia còn tệ hơn với chỉ 40.9 điểm và hạng E, cho thấy số liệu của họ ở mức không đáng tin cậy. Đó là vì sao chúng ta phải cẩn thận khi dùng số liệu để so sánh, bởi vì chất lượng không đồng đều. Bạn chỉ có thể dùng thống kê của các nước tương đồng để so sánh như là Mỹ và Pháp, chứ không thể nào dùng số của các nước đang phát triển với mức độ tin cậy thấp. Bạn phải hỏi số liệu thống kê đáng tin đến mức nào? lương bình quân chỉ là một đô một giờ khi so sánh về lương đa số chúng ta không để ý chi tiết này ở mỹ âu lương được tính theo tiêu chuẩn 40 tiếng và 5 ngày làm việc mỗi tuần. Còn ở các nước đang phát triển như ở Việt Nam hay Lào, trừ khối văn phòng, các công việc như phục vụ và công nhân thường chỉ được nghỉ 2 ngày mỗi tháng, nghĩa là một người lao động phải làm việc hơn 60 tiếng một tuần hoặc 6.5 ngày một tuần. Đây là bảng lương tuyển dụng của một khách sạn ở Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Vị trí kế toán tổng hợp hoặc phụ bếp, lương cơ bản 7 triệu, ngày làm việc mỗi tháng 28, ngày nghỉ 2, quy ra là 250.000 đồng một ngày hoặc 10 đô một ngày. Còn theo tiếng là dưới một đô. Ở nhiều tỉnh khác thì nó còn thấp hơn nữa mình không có trách được bởi vì đa số là hộ kinh doanh nhỏ lẻ cho nên họ không thể trả cao được cho nên không quá khó hiểu vì sao nhiều bạn trẻ muốn đi xuất khẩu lao động hay đi nước ngoài họ muốn lương cao hơn và cuộc sống tốt hơn còn ở trong nước lương bình quân chỉ là một đô một giờ ông ấy gửi tiền mua nhà sau 20 năm số tiền đó chỉ mua được tô phở vào năm 1982, ông Lê Minh Toán, một thợ điện ở Hà Nội, đã tích góp tiền lương của mình để gửi tiết kiệm. Hồi đó, lương của ông ấy chỉ là 310 đồng mỗi tháng. Một căn nhà có giá 3.100.000 đồng. Ông ấy gửi 4.100 đồng vào quỹ tiết kiệm, tổng cộng là 12 sổ tiết kiệm. Nghĩa là số tiền đó tương đương với một căn nhà. Nếu phải quy ra giá trị bây giờ thì sẽ tầm 2 đến 4 tỷ. Hồi đó, kinh tế rất khó khăn, nhưng ông ta vẫn lạc quan. 20 năm sau, vào năm 2002, ông ấy ra ngân hàng để rút tiền. Tổng tiền gốc và lãi là 109.788 đồng. Số tiền đó bây giờ chỉ mua được 3 tô phở. Từ số tiền có thể mua được một căn nhà, bây giờ chỉ mua được 3 tô phở. Nếu phải quy ra giá trị hiện tại thì sẽ giống như 2 tỷ đồng, giảm xuống còn 200.000 đồng. Ông ấy sốc, ngậm ngùi và không hiểu vì sao. Đây là bài học chân thật về lãm phát mà nhà trường không dạy. Ông ấy gửi tiền mua nhà, sau 20 năm, số tiền đó chỉ mua được tô phở. Từ chức, là văn hóa ở phương Tây. Chủ tịch của Đại học Harvard, bà Claudine Gay, sau một thời gian bị cáo buộc đạo văn, mặc dù chỉ là cáo buộc cho một sai lầm cách đây 30 năm, nhưng dưới áp lực của công chúng, bà vẫn từ chức, không phải vì bà ấy muốn mà là vì lợi ích chung. Đó là thương hiệu của trường Harvard và giáo dục Mỹ. Bà ấy có thể đã quên trích nguồn chứ không có mua bằng hay nhờ người thi hộ, nhưng ở một môi trường giáo dục hàng đầu, sự trung thực là quan trọng nhất. Bất cứ hành vi gian dối nào cũng không được chấp nhận. Đây là vì sao phương Tây phát triển hơn phần còn lại của thế giới, bởi vì họ có một hệ thống sửa sai khi cần thiết. Sau đây là vài ví dụ khác. Một hiệu trưởng ở bang Florida bị phụ huynh ép từ chức vì học sinh lớp 6 đã coi phải nội dung đồi trụy. Thủ tướng Anh từ chức vì cảm thấy mình không điều hành tốt. Thủ hiến ở Úc từ chức vì cáo buộc tham nhũng và số tiền không quá lớn. Quay lại nước Mỹ, họ có một thương hiệu trị giá ngàn tỷ đô. Các trường đại học có học phí 50.000 đô vẫn không ngừng giữ học sinh đăng ký vì sức hút quá hấp dẫn. Điều đó nằm ở niềm tin về sự liêm chính của hệ thống và từ chức là một phần trong việc bảo vệ điều đó. Cho nên khi vi phạm hay không làm được việc, thay vì bám trụ hay ngụy biện, họ sẽ từ chức là văn hóa ở phương Tây, công thức để trở nên nổi tiếng cho tay ba lô. Bây giờ bạn không có tài năng, không có học thức gì nhưng vẫn muốn nhiều tiền và trở nên nổi tiếng quá dễ. Hãy làm theo công thức sau. Một, hãy đến một nước đang phát triển nào đó như là ở Đông Nam Á. Hai, giả dạ vờ nói tôi yêu đất nước này. Con người ở đây thật thân thiện. Mình bảo đảm người dân sẽ cảm thấy sung sướng vì được một người da trắng khen. Ba, nếu muốn nổi tiếng nhanh hơn, hãy nói như sau. Ở đây rất an toàn, còn ở Mỹ rất nguy hiểm. Hay tôi muốn nhập quốc tịch ở đây. Đương nhiên bạn sẽ không làm vậy, bạn đâu có dạy mà bỏ quốc tịch Mỹ. 4. Nói tiếng địa phương lơ lớ, càng lơ lớ, càng dở, càng được khen. Người địa phương mà nói tiếng Anh dở sẽ bị chê, còn bạn mà nói tiếng địa phương dở thì sẽ được khen là dễ thương, nhất là mấy em gái, mấy em ấy rất khoái. năm Đi vòng vòng, làm vlog, làm mọi thứ để khẳng định đây là một nơi đáng sống. Sau một thời gian, bạn sẽ trở thành một ngôi sao, báo chí sẽ tung hô bạn, truyền hình sẽ coi bạn là một biểu tượng, từ một người vô danh bạn trở thành một nhân tài, từ đó tiền đếm không hết. Lưu ý công thức này chỉ áp dụng cho mấy anh da trắng tay ba lô mình rất ghen tị và cũng muốn làm theo công thức để trở nên nổi tiếng cho tay ba lô.